Ngày 30 tháng 5, lực lượng công an huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh đang điều tra nguyên nhân vụ cháy ô tô xảy ra trên quốc lộ 15B đoạn qua thị trấn Đồng Lộc vào chiều ngày 29 tháng 5. Khoảng hơn 14 giờ chiều ngày 29 tháng 5, một chiếc xe 5 chỗ ngồi biển kiểm soát tỉnh Hà Tĩnh bị bén lửa ở dưới gầm phía sau khi đang chạy trên quốc lộ 15B đoạn qua địa bàn tổ dân phố Kim Thành, thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc. Thấy khói bốc lên từ phía dưới gầm, tài xế vội vàng tấp xe vào lề đường mở cửa cho một số người ngồi phía sau thoát ra ngoài. Sau đó, lửa bốc lên nguồn ngục, bao trùm xe, kèm theo một số tiếng nổ. Vụ hỏa hoạn được khống chế sau 30 phút, nhưng chiếc xe bị thiêu rụi, chỉ còn trơ phần khung. Tài xế cho biết, trước khi xảy ra sự việc, chiếc xe chạy qua khu vực người dân phơi rơm rạ sau khi thu hoạch.